Nếu chúng ta không có bộ công cụ của NiceLine, việc lựa chọn cỡ chữ sẽ rất tốn thời gian do độ tăng giảm quá lớn. Công cụ giãn chữ có sẵn của PowerPoint cũng cực kỳ hạn chế. Bạn sẽ chỉ có một vài lựa chọn giãn chữ cơ bản và đặc biệt là không thể xem trước được sự thay đổi thực tế khi tăng giảm giãn chữ. Nhưng nếu bạn sở hữu bộ công cụ của NiceLine, bạn có thể dễ dàng thay đổi cỡ chữ một cách chi tiết thông qua giao diện thanh trượt vô cùng linh hoạt, qua đó thấy được sự thay đổi thực tế ở trên chữ. Và nghiễm nhiên, giãn chữ cũng sẽ tương ứng như vậy. Đây là trải nghiệm bạn sẽ không thể có được trên PowerPoint bình thường. Đây mới chỉ là một trong hàng trăm tính năng ưu việt độc quyền của bộ công cụ NiceLine. Với NiceText, khâu xử lý typography sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không còn phải tốn thời gian tăng giảm từng chút một để có được giãn chữ, cỡ chữ phù hợp như trước. Từ đó, công đoạn sáng tạo typography sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Thậm chí, NiceText còn giúp bạn điều chỉnh cả giãn dòng, một sự tuyệt vời đột phá chỉ có tại bộ công cụ của NiceLine. Mong cả nhà sẽ tham khảo lịch học gần nhất của khóa học PowerPoint Offline đào tạo trực tiếp của NiceLine tại niceline.vn/hanoi để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ tools NiceLine ưu việt kết hợp với tư duy và kỹ năng thiết kế toàn diện trên PowerPoint. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com.